chị Vy ơi. Và như vậy thì Phú Lâm chúng ta đã lên dàn bài hát hơn. Một tràng pháo tay quý vị ơi. Kính thưa tất cả quý vị, và khoảng cách từ mặt đất của dàn Mai Hoa Thu thì chúng ta có chiều cao từ hơn 1 mét đến gần 2 mét 3. Và khoảng cách của dàn Mai Hoa Thu tính theo chiều ngang là gần hơn 1 mét. Thế quý vị đừng mến, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho chú Lâm của chúng ta đi ạ. Và một chút xíu nữa đây thôi thì các em thiếu nhi sẽ cùng tiến lên phía trên và sẽ cùng bắt tay với chú Lâm để đem đến một may mắn trong một năm mới, năm Tân Mão, năm 2011. Kính thưa tất cả quý vị khán giả nào có muốn chụp hình thì vui lòng chúng ta tắt flash để cho các vận động viên của chúng ta sẽ thể hiện thành công hơn à, bởi vì những ánh đèn rọi vô thì các vận động viên của chúng ta không thấy đường và không thể biểu diễn được à. Xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Theo thiên nhiên thân mến, chúng ta dành một tràng pháo tay để cổ vũ cho chú Lân chúng ta đi à. Chú Lân của chúng ta chuẩn bị bước qua một chặng đường cũng khá là dài à. Thưa quý vị, độc chiến đầu ngao một con lân biểu diễn, thể hiện tài tả xung vũ đột, tiếng thở nhịp nhàng, bộ pháp hùng dũng, nhảy cao trèo giỏi tượng trưng cho cái uy,
cái dũng của một mạnh tướng, một hảo hán, một người anh hùng. Và một lần nữa chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho các vận động viên trong đoàn Lân Sư Đồng Nghệ Thuật Tinh Anh Đường. Một tràng pháo tay thật lớn đó nghe phía dưới.